ơi, con ơi con ngủ cho trời đất ơi, nó ngủ rồi để nó nằm nó ngủ đi, rồi lo để giặt đồ nấu cơm biết luôn chứ con chị kìa. Rồi nó gu ôm nó, rồi bây giờ mình ôm nó đi rồi nữa nó quen thôi, rồi có ai giữ được nó nữa. Nó ngủ rồi cho nó ngủ đi, nằm đi ngủ hoài luôn vậy đó. Lâu lâu tao lợi thọ cái tay đưa cái giọng thôi, ngồi đó con chị đang đi đêm mà sao không làm được, mà tối ngày ôm con. Tại nó mới ngủ mẹ, khỏi đó nó mới ngủ. Tính là tính ôm nó, làm giữ con là không làm việc nhà hay gì, làm biếng nó mẹ, làm biếng đi. Mình ba cái đồ đạc nó không bao giờ mà thấy giặt được hết. Rồi đó, quậy đi, quậy cho nó dậy đi. Được chưa? Để đi. Nói thì cái như nước đổ ra mồm. Ôi da. Ủa? Con vô nghỉ ngơi hả? Thì sao? Dạ con mới đưa cho nắm nó ngủ xong giờ ra con gái đi làm cơm rồi. Thôi vô đây giáo chiên cho, vô cổng nằm nghỉ chút xíu đi, làm hoặc từ lúc 5 giờ sáng tới giờ đó. Thôi, cái con làm cho cũng gần xong rồi. Con nhận tính ra mày giỏi ghê luôn á, sức trâu bò ghê á. Gặp tao là tao không làm nổi. Có gì đâu vợ, mấy gì dâu con rồi cũng phải làm chứ, ai làm vợ. Ê mà tính ra thì ba mày hay ghê á, có đứa con dâu ha, hai đứa chứ, đứa trên Sài Gòn á thì nó giàu tụi nó thả đông luôn, nó không làm gì hết trơn, có mày làm giỏi ghê luôn. Ôi có gì đâu con, thì phụ giúp được cái gì giúp đó thì con đó như công chuyện của con mà. Rồi ba cái đồ ăn xong chưa? Làm cái gì mà em gu sao vậy ta? Dạ ăn xong rồi mẹ ơi. Trời đất ơi, tao tưởng tao làm cái gì. Chiên có mấy con cá nấu có nồi canh nè. Mà ngồi nãy giờ một buổi trời chưa xong rồi ngồi đây làm gì vậy bà Sáu? Gì? Hả? Gì? Hết ôm con nắm nó đổng, nằm gu đổng rồi ra đây ngồi đây nói chuyện. Rồi nói chuyện nó làm gì để trốn việc chứ gì cơ. Má này ngộ quá trời ơi trời. Cái miệng người ta nói chuyện mà sao người ta làm mà thấy không? Làm kìa còn hồi khác giờ nè, làm hồi khác giờ nè. Hồi nãy nó nấu cái nồi canh không? Ăn hết nguyên gia đình, bà giỏi bà vô làm đi. Sai nhỏ làm hoài. Nó không có làm gì, không bao giờ mà làm gì được đó. Chỉ có cái miệng này là mỗi lần mà mốt ra là phải làm được. Này Sáu chiên vậy đó, phải chỉ dạy vậy đó. Mẹ nó sao càng ngày còn khó khăn vậy trời. Dặn cho mặt con kìa. Thì dặn vừa lửa nhỏ lại. Còn là tao chỉ tao dạy không mà chứ bao giờ tự giác làm. Thì nói về làm dâu thì từ từ bà chỉ nó không được hay gì mà cái nết mà sẵn vậy. Từ từ cái gì hả? Làm dâu nay như vậy, làm dâu nay cũng có 2 năm trời rồi chứ nó tội gì. Ủa chứ lúc trước bà làm dâu mấy năm hả? Bà giỏi quá à, bà làm dâu 4 năm cơ mà nấu được cơm một sống nhân đó. Tao mệt thì quá, con dâu tao tự tao dạy được. Má ơi má, xà bông đồ hết đó má, má cho con tiền mua đồ không được rồi. Cái gì mới mua hồi cuối tháng rồi ra hết nữa rồi trời. Giặt đồ hay là ăn? Anh thằng ơi trời, mở miệng ra nói câu được trời, nó mua gì đạp phạt à. Cái gì? Độ Phật độ bà đó nghe ha. Bà nghĩ sao bà nói nó ăn? Trời ơi mua cái bịch xà bông nửa kg mà xài nó chưa lượng tháng nữa. Ê nó nghe nè, một ngày bà mặc bao nhiêu bộ đồ vậy? Ngày tao mặc có 4 bộ với nhiêu? Ít quá he. Tại vì con nắm nó mặc đồ vô nhiều quá đó. Thấy chưa? Rõ ràng giờ cũng lôi nhỏ ra làm lý do, lôi nhỏ ra làm lý do xài cho hết, cố sát vô bây giờ lôi cháu nội tao ra làm lý do vậy đó. Ừ, nó xài hết đó. Thì bây giờ một ngày hết cho nó được cho mặc đồ cho mặc tả là được rồi. Anh hồi nói gì cũng nghe được. Thôi chị từ đây về sao con giặt đồ á, con đừng bỏ xà bông nữa, con nhúng nước con phơi lên cho bả đi. Thì cũng được đi, chị đỡ tốn tiền. Anh hồi gì cũng ba nói con ơi, giặt đồ lấy xà bông ăn. Thử thời mới ăn xà bông được không mà nói con vậy. Đó mày thấy nó đã treo tao không? Đã treo thì nó nói đúng mà. Bây giờ là thử thở nó đã treo với mày vậy thôi được không? Không có trả treo với tôi đâu. Tại vì tôi có làm gì mà hả, đáng đấy chứ. Mệt quá, nấu ăn cũng không xong, giặt đồ cũng không xong, không biết làm gì được xong. Má cảm thấy mà nếu mà cô làm không xong rồi má vô tự má nấu đi. Rồi vậy tôi đưa cô về đây tôi cung phụng cô gì hả? Con mua con không nói là má cung phụng con. Nhưng mà từ từ đấy con làm. Quá mệt mỏi. Con nó không có la, con đưa con đi xíu mà nó còn làm biếng. Sáng ngủ trễ có xíu mà con mệt. Má nói con là bộ ham ngủ đi chưa? Con không muốn đâu má. Ôi sao má làm dâu má không hiểu. Bữa nay có chỗ dựa hay gì rồi? Giống như gì sao đó má làm dâu 4 năm nó còn cơ là cơm còn sống đó. Bây giờ má về má hành con. Ở đâu ra 4 năm nó còn cơm còn sống? Thôi đi má. Ta biết hết trơn, nó đừng giấu nữa nha. Trời ơi, bởi vì hà khắc với con dâu cho cố vô. Thì hồi xưa tao không nấu được lò trấu, cho nên là nó sống. Rồi sau này tao nấu được lò trấu rồi, nó bình thường rồi. Thì ngày xưa má bị hành nhiêu bây giờ má nói lại nhiêu vậy. Vậy đi nhận cái chánh thớt vậy con. Vậy đi cho sau này mạnh mẽ lên. Cảm ơn má. Mạnh mẽ hay không á thì con người cũng biết. Con má không cần má uống lượng, uống dại đâu. Rồi giờ nói câu trả lời câu gì? Con không trả lời gì hết trơn á. Má muốn ăn thôi, từ từ ăn. Chiên cá chứ không phải là bỏ vô cái xèo cái là bỏ ăn liền. Cái má chị ăn cá sống không? Chứ mà má chị ăn cá sống thì đem cá sống rồi sẽ má ăn. Rồi thôi không dám nói, ta động tới cái là cháu cưng của mày nữa Sáu ơi. Cháu dâu cưng của mày đó, không nói động nữa. Ta đợi người ta đợi thằng Thống về, ta nói chuyện với thằng Thống. Ôi, nói tới cái hai bắt đầu truyền thống, nói tới cái truyền thống. Tao cứ đợi thằng con nó về đi chứ tao không dám nói nè. Sáu thấy con ở được thì ở, không được thì thôi con đi về bên mẹ con đi, khỏi làm dâu của mẹ này nữa. Mẹ lụ đạn này nè. Khó chịu bực bội hơn gì nữa. Cái gì mà có đâu. Còn mày cũng vậy nữa. Hai vợ chồng mày cảm thấy được thì ở, còn không á thì mình mướn ra ngoài kia, cắt nhà riêng ở riêng đi, mày ở với bà chi bà xài xẻ với đầu trên cổ mày. Về làm vô 2 năm trời có cô gì không? Làm chết mẹ được, nó làm biến. Phải rồi. Chứ người ta có thấy mày làm đâu. Cái lúc mày làm tao đâu thấy đâu. Cái lúc mà mày vừa ngồi xuống cái là mày chạy ra mày thấy liền. Cái gì cũng nói nhà sống mới hồi giả bên chồng làm nhớ đợi vậy. Đâu đâu nhớ năm trước cái mẹ mua trong cái điện thoại. Cái mấy bà cô về, mấy bà cô chồng về nói là nhờ mẹ chồng mày á mua mày cái điện thoại, cái gì cũng nhờ nhà chồng hết trơn. Cái gì cũng chồng hết trơn á. Bà đâu có hiểu là tiền con mua của mẹ con cho con cái á. Bà kêu á. Bây giờ á bỏ về giờ cũng có con, giờ nắm nó cũng gần 2 tuổi rồi. Nó tuổi rưỡi rồi. Bây giờ đi thì không đành, mà ở của ông Cam. Anh nín đi, khóc gì không biết nữa à. Thì Sáu nói thì nói vậy thôi, chứ mày lớn rồi mày tự suy nghĩ đi. Chứ tao không có suối bậy hạnh phúc gia đình của hai chồng mày đâu. Bây giờ Sáu nghĩ coi, bây giờ nắm giờ nó cũng 1 tuổi rưỡi rồi. Ừ. Bây giờ mình đi đâu nữa giờ? Về nhà nó ẩm con về nhà sao đặng. Còn không bây giờ á mày tao còn miếng đất á mày sao hậu đó. Hai vợ chồng mày ra ngoài cắt nhà ở riêng đi. Né con mẹ già lụ đạn nó ra đi, chứ bây giờ bà tao không ưa nổi rồi. Không làm sao mà vừa lòng bà chứ. Thôi giờ con về nói này với chồng con. Rồi chồng mày đi đâu sáng giờ không thấy mặt mày chứ vậy? Con có biết đâu. Ôi thiệt tình. Cái thương ghê á. Cái mẹ này cũng ngộ nữa. Nhà đẻ có 2 chị em mà đứa này đứa kia không giống tính tình nhau tí nào hết trơn. Dâu với con thôi. Má ơi. Má. Cái gì má? Bởi mày đâu có thương má mày đâu. Nó là nhựa ngồi cái gốc mình. Bởi mày cưới con vợ mày về vậy đó, nó xài xể má, nó chửi lên đầu má, nó chửi xuống. Cái gì? Nói với dì Sáu mày nó phối hợp với nhau chửi má. Không còn cái gì luôn. Con vợ con này dám lớn tiếng với má luôn hả? Lớn tiếng với má, nó nói lên đầu ông cổ nó xuống. Mà má chỉ nói nó cái chuyện mà đừng có ôm nắm khư vậy. Rồi ra phụ làm việc, rồi nấu cơm nấu nước thôi. Mà nó vậy đó. Rồi nó xà bông giặt đồ, xà bông giặt đồ mua biết bao nhiêu rồi. Rồi bắt đầu là nó nói má kêu kia bo. Rồi nó nói tôi bao nhiêu cái tiếng ác nó dồn cái đầu má. Bữa nay nó ăn gan hồn mày. Để con kiếm nó. Quá trời ơi, đừng nói gì trơn, tao chịu hết đó. Con Liễu đâu rồi? Ủa anh mới về hả anh? Mới về hả? Bữa nay mày dám đặt chả treo với má tao nữa hả? Mày chửi má tao hả? Bữa nay mày gan rồi, bữa nay mày ăn gan hùng rồi, mày dám chửi má tao. Tao mới dám mặt chút xíu à. Mày leo lên đầu bả mày ngồi, mày chửi má tao, chửi lên chửi xuống cho bả khóc lóc ở trước kìa. Coi được không? Ở ngoài này còn giả nai nữa, ngồi để giặt đồ, mày nín tin vậy đó hả? Chứ giờ anh muốn em nói là sao? Tao nói mày không biết trả lời gì? Anh muốn em nói sao mới vừa lòng anh? Bây giờ má tao khóc ở trước kìa, lên trước mày ăn nỉ má thôi. Thì phải rồi, má anh khóc. Bà đang khóc, bà đang vui trong lòng chứ má khóc gì. Rồi mày nói gì là sao? Ý mày là sao? Em có ý sao chứ. Nhưng mà anh là chồng. Anh phải xem xét kỹ là cái gì, ai đúng ai sai, đúng hay sai. Chẳng lẽ má tao lớn, má tao đi nói dốc tao hả? Má tao bị chuyện ra hả? Đừng có cười mai mà dọn nước mắt đó ở đây. Đừng khóc lóc ở đây. Vợ anh á nói nó không có nghe, mà má anh nói anh nghe liền. Mày là vợ tao, còn má tao là má đẻ ra tao, hiểu không? Thì phải rồi. Vì lúc trước anh ở với má anh đi, cưới tôi về làm gì? Nói mày còn chả treo nữa hả? Vậy mày ở được là ở không được mày biến khỏi nhà này đi. Tao không cần cái hạng dâu con như mày hỗn hào với má tao. Phải rồi, anh xem xét kỹ, anh xem xét kỹ lại cái vấn đề gì anh, trước khi anh muốn nói gì anh phải nói kỹ coi kỹ là nó đúng hay là sai, chứ anh nên có vô mà anh làm một sồn sồn anh muốn gọi rồi muốn kỹ như thế nào nữa hả? Trong khi đó má là khóc lóc trước kìa, người muốn kỹ sao nữa. Tôi mới thiệt biết con người anh vậy, ngày xưa tôi không có lấy anh đâu, tôi không nghe tôi cãi lời ba mẹ tôi mà tôi lấy anh đâu. Ngày xưa tôi cũng đuôi mù mắt tôi mới lấy mà mày á. Thì phải rồi, anh đuôi mù đó với má tao, anh đuôi mù đó. Không có thể vợ con dâu là như mày hết chứ. Thì coi như tôi hỗn xược với má anh đi, coi như tôi sai hết đi. Rồi ở được cuốn gói mày đi cho tao. Đáng lý cái anh về nói anh xem xét tình hình lại kỹ lại chuyện nó như thế nào. Rồi anh nói, bởi tao nói cưới thằng đường chồng nhu nhược đó, y là nước sôi đổ đầu vịt vậy đó. Mày còn đó mày ở đó mày nói nữa, tao cho mày 30 giây nữa mày không, trước mày xin lỗi má tao là mày tới một chuyện với tao nghe chưa, không đi cái vụ này đâu đó. Ngồi đó mày giặt đồ đi. Ủa làm gì hả? Hả? Ai làm gì khóc vậy? Sao cô ấy đâu về, ông không biết cái gì hết trơn. Ông nghe lời má chồng con ra, ông chửi một hơi một. Ông nói cô là con mắc dại hỗn láo với mẹ chồng con. Ai Thống hả? Tụi nó nói cái gì? Ôi cái thằng này thiệt tình. Thôi đứng đi, kệ nó đi ha. Mày biết mà, nhà này mà hai mẹ con nó hả, y chang nhau hả? Con đâu ngờ anh là người mà gọi là nghe theo mẹ mà vậy đâu, gia trưởng gì đâu. Đó giờ nó gia trưởng lắm, nó thương mẹ, nó giữ thằng hôn. Giờ con mà có tiền luôn về nhà con mẹ ở mẹ đi rồi, chứ không ở nhà này đâu. Ở nhà chồng mà làm như là làm như đi ở đợi chứ, áp lực của sống không nổi đâu. Nãy giờ tính về nhà mẹ hả? Bây giờ tiền xe đâu về giờ? Giờ không biết làm sao nữa trời, xui quá à. Tao cũng đâu có tiền bạc gì đâu, thấy tao vậy thôi thấy sao ở chụp với mã mà thôi nín đi, để chút xíu tao vô tao lấy cái đôi bông của tao á. Thôi cô còn chiếc vòng nè, cầm cũng được, cầm chiếc vòng luôn hả? Mà anh cầm giờ dở hết nổi, con về nhà mẹ con sống. Vậy thôi cũng cầm cũng được đi, chứ chơi bông chúng ta cầm cũng được nhiêu tiền đó. Thôi để con mày về bên ngoại em sống cho con. Vợ con đâu Thống? Nó để công chuyện đang đi đêm mình má làm rồi nó ẵm con đi uống tiêu rồi. Ủa rồi nó đâu? Sớm đó, giờ con móc điện thoại ra con gọi nó coi. Sớm giờ con thấy nó đâu? Mày biết đâu, nãy nó ẵm đi đâu rồi, chắc đi chơi đâu, chắc đi nhiều chuyện đâu nữa cái gì. Ăn tối ngày đi vòng nhiều chuyện. Nghe bà nữa. Đi đâu không nói tiếng nào ấy. Để công chuyện hay trừ chén bát đồ mình mày gửi một núi đó rồi đâu mày. Ngoan nghe, để mẹ nghe điện thoại cái. Alo. Rồi mày đâu rồi? Ông khỏi hỏi mày đâu rồi ha. Bây giờ tôi về nhà mẹ tôi sống, ông với mẹ ông sống đi, tôi ẵm con theo rồi. Mày đi mày không nói tiếng nào gì vậy đó hả? Tôi không ngờ ông là con người khốn nạn vậy luôn không? Thiệt. Khốn nạn là khốn nạn sao? Mày không xin lỗi má tao mày đi gì vậy đó hả? Xin lỗi hả? Không có vụ đó đâu nha. Mắc nữa mày xin lỗi má tao tiếng chứ. Giờ nói tiếng là mày đi vậy đó hả? Chứ giọng muốn tôi sao? Hả? Ông muốn xin lỗi mẹ ông hả? Xin lỗi ông nha, xin lỗi 2 năm đủ rồi, giờ không muốn xin lỗi nữa. Mày cũng phải xin lỗi mẹ tao một tiếng chứ. Đi là mày đi vậy đó hả? Tôi không làm gì sai cho nên không làm mắc gì phải xin lỗi cho nó. Còn ông cảm thấy mà tôi sai á thì em cứ kiếm nhỏ nào về á, rồi về ở đợi cho mẹ con không ha, rồi nó phục vụ, rồi nó ngoan hiền với mẹ không ha. Cái tôi chịu hết nổi rồi, bao nhiêu đâu đó tôi chịu hết nổi rồi. Tôi tưởng ông là một người đàn ông á, thương vợ thương con, tôi không ngờ ông là một người đàn ông gia trưởng mà ngu nhược như lắm á nha. Đi được thì đi luôn đi nha, đừng có vác mặt về nha. Yên tâm đi, con này đã đi rồi không hề vác mặt gì đâu nha. Chồng á thì đầy đường kìa nha, mà để được tìm một thằng chồng nữa tốt bụng thương vợ thương con á khó lắm. Cho nên á, ông đừng nghĩ á, thiếu ông mà mẹ con tôi sống không nổi. xin lỗi không nha. Thiếu tiền mẹ con tôi mới sống không nổi thôi, còn thiếu trai á mẹ con tôi sống khỏe phê phây. Vậy yên tâm nha, mày cứ đi, mày đi luôn nha, đừng có về nha, đừng có giác mặt về đây. Đi con về ngoại nghe lắm nha, về nhà ngoại ở với ngoại sướng hơn nha. Sao nó đi đâu ạ? Hả? Nó đi qua nhà sớm, nó nhiều chuyện phải không? Xe đi đâu? Nó ấm con về bên ngoại rồi. Trời đất ơi, ai làm gì nó mà ấm con về bên ngoại hả? Nó có hỏi ý kiến của mẹ chưa mà nó ẩm con nắm đi rồi. Rồi nó đi nó có nói má thế nào không? Không. Đó thấy thôi, mình thấy nó dằn lưng nó dằn lưng từ trên cầu trên cổ má mình, má con mình xuống đó. Bởi vì tao nói rồi, hồi xưa đừng có chịu đi. Bây giờ nó sống nó làm chịu đó đó. Thấy bực mình chưa? Mà kệ nó đi vài bữa nó cũng về thôi, nó không có dám còn được đâu. Ôi là trời, tốt nhất là đi luôn luôn cho gọi đi, tao cưới nhỏ khác cho mày. Chứ về là về đây mà tao nói không biết rồi, khô có họng hết trơn, không bao giờ giải được gì chứ. Mà nó nói toàn là nó đầu tao nói xuống. Tức tốn biết bao nhiêu tiền vàng nữa ha, đi cưới nó về chi.